Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132 đã thành công tốt đẹp, tuyên bố Hà Nội về các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hiện thực đã được thông qua. Tình hình kinh tế từ đầu năm đến nay đang diễn biến tích cực, thông tin được đưa ra tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3. Du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước, gây không ít khó khăn cho ngành du lịch. Thưa quý vị, đúng như kỳ vọng, tuyên bố Hà Nội về các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hiện thực đã được thông qua trong phiên bế mạc kỳ họp Đại hội đồng IPU 132 vừa mới kết thúc vào chiều ngày 1 tháng 4 tại Hà Nội. Đây là một văn kiện quan trọng mang tính tổng kết thảo luận của IPU 132, cũng như phản ánh tầm nhìn, cam kết và hành động của các thành viên IPU vì sự phát triển bền vững, ghi nhận của nhóm phóng viên VTV4. Xin mời các vị, như vậy là đã đồng thuận thông qua. Xin cảm ơn các bạn. Tuyên bố Hà Nội được thông qua bởi 133 quốc gia và 23 tổ chức nghị viện thế giới và khu vực có mặt tại Hà Nội trong Đại hội đồng IPU 132 lần này. Tuyên bố đã nhấn mạnh trách nhiệm của nghị sĩ các nước trong việc giám sát chính phủ thực hiện những mục tiêu đã đề ra và đảm bảo các điều luật và ngân sách liên quan sẽ được thông qua cho các cam kết đó. Đặc biệt, văn kiện này cũng đã thể hiện đúng tinh thần của chủ đề IPU 132. What we have in Vietnam, I think is a new, những gì mà chúng ta thấy tại Việt Nam trong những ngày qua là một xu hướng và cách làm mới. Đó chính là việc nhìn thẳng vào những giải pháp chứ không chỉ là các vấn đề. Đây chính là sự thay đổi của IPU mà chúng tôi muốn tập trung tới. Tất cả điều này đều được thúc đẩy bởi thực tế là chúng tôi muốn giúp thay đổi và nâng cao đời sống của những công dân mà chúng tôi đại diện. Bên cạnh tuyên bố Hà Nội, ba dự thảo nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng IPU 132 lần này bao gồm chiến tranh mạng, mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước, thúc đẩy hành động của nghị viện về vấn đề nước và luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người. Tuy đã được thông qua, nhưng nhiệm vụ trước mắt để biến các cam kết đó thành hành động sẽ còn cần nhiều sự nỗ lực. Theo tôi, điều quan trọng ở đây là nước chủ nhà Việt Nam và IPU sẽ phải phối hợp cùng nhau thực hiện những nghị quyết đã thông qua tại đây. Việc đầu tiên tôi làm sẽ là liên hệ với tất cả các nghị viện trên thế giới về các nghị quyết tại đây và nhắc lại họ những cam kết mà họ đã thống nhất, từ đó thúc giục chính phủ cần khẩn trương thực hiện nghị quyết. Trước đó, trong cuộc họp báo với báo chí, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã kêu gọi sự hợp tác quốc tế trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu phát triển bền vững là phải gắn liền với hợp tác, phải chung sức để giải quyết một số vấn đề mang tính chất là an ninh toàn cầu. Ví dụ nguồn nước là vấn đề mang tính là hợp tác rất là sâu rộng, có thể nói là tất cả những cái việc đó. Thì IPU, cái tiếng nói của IPU, cái vai trò của IPU và vai trò của các nghị viện thành viên, nó sẽ góp phần làm tốt những cái công việc đó. Từ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 1 tháng 4, Đại hội đồng IPU 132 đã diễn ra hơn 70 cuộc họp. Ngoài ra, các hoạt động bên lề như lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội nghị nữ nghị sĩ IPU, các chương trình tham quan biểu diễn nghệ thuật đã diễn ra tốt đẹp. Làm việc thì Đại hội đồng IPU 132 đã chính thức khép lại với việc thông qua nhiều văn kiện và dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó có tuyên bố Hà Nội. Với tuyên bố này thì Việt Nam và các nước thành viên IPU đã một lần nữa khẳng định cam kết biến lời nói thành hiện thực trong việc thực hiện các chương trình phát triển sau năm 2015 hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Văn kiện này sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm nay. Minh Hằng, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ngay sau khi IPU 132 kết thúc, ông Martin Chugong, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới đã trả lời phỏng vấn của VTV4 về những kết quả của kỳ đại hội đồng lần này, cũng như những nỗ lực hội nhập quốc tế của Quốc hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông, xin cảm ơn ông đã đồng ý trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Xin ông cho biết kết quả nổi bật nhất của IPU 132. Một trong những kết quả nổi bật nhất của IPU 132 là việc thông qua tuyên bố Hà Nội.
đó là thể hiện cam kết của quốc hội các nước trong việc đóng góp thực chất vào chương trình phát triển bền vững, thay thế các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đây là một hành động rất quan trọng, vì đây là lần đầu tiên cộng đồng nghị viện thế giới bày tỏ sự đồng thuận trước một chương trình mục tiêu phát triển mới và cam kết thực hiện các mục tiêu này vì lợi ích của người dân. Thưa ông đánh giá như thế nào về những sáng kiến và sự tham gia của Việt Nam tại IPU 132? Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để tổ chức thành công hội nghị. Tôi cần phải nói rằng Việt Nam đã chuẩn bị rất chu đáo, không những về mặt hậu cần mà còn cả về mặt nội dung. Chúng tôi đã cùng với các nhà chức trách Việt Nam bàn bạc chủ đề chung cũng như là chủ đề được bàn thảo tại các ủy ban. Phía Việt Nam đã tổ chức bàn bạc ở cấp độ quốc gia để đóng góp cao nhất vào các chủ đề được đưa vào chương trình nghị sự như mục tiêu phát triển bền vững, quản trị nước, chiến tranh mạng và quyền phụ nữ. Ông đánh giá như thế nào về sự hội nhập quốc tế của Quốc hội Việt Nam? Tôi là quan sát viên cho những hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ những năm 1994. Tôi có thể khẳng định rằng Quốc hội Việt Nam đã luôn cố gắng để đạt được rất nhiều tiến bộ. Chúng tôi thấy được việc hình thành các hệ thống ủy ban, cơ chế tham vấn cho các quyết định của Quốc hội. Quốc hội Việt Nam cũng thực hiện nhiều cải cách để hoạt động hiệu quả hơn. Điều đó rất quan trọng. Chúng tôi thấy rằng những tiến bộ này đã cho phép Việt Nam tham gia tích cực và hiệu quả hơn tại các cơ quan khác nhau của Liên minh Nghị viện Thế giới như Ủy ban Thường trực, Ủy ban Điều hành. Việt Nam cũng có đại diện tại Ủy ban Thường trực của IPU. Theo ông, phải có những giải pháp gì để biến những điều được bàn thảo tại IPU 132 thành hành động? Liên quan đến các mục tiêu phát triển, với tư cách là Tổng Thư ký, tôi sẽ chuyển những kết luận tại hội nghị đến Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên, những người sẽ chịu trách nhiệm thương thảo và xác định những mục tiêu phát triển mới. Tôi cũng yêu cầu các thành viên IPU phải triển khai các giải pháp trên bình diện quốc gia để biến những nghị quyết tại hội nghị thành hành động thực tế, như tăng cường sự giám sát với chính phủ và nhất là phê chuẩn một ngân sách đủ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển. Chúng tôi sẽ theo dõi thường xuyên việc thực hiện những nghị quyết đã được thông qua tại Hà Nội. Một lần nữa, xin cảm ơn ông. Đại hội đồng IPU 132 có chủ đề Các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động. Chủ đề này có sự liên hệ nhất định đến một thực tế là hiện vẫn còn nhiều cam kết quốc tế vì sự phát triển bền vững chỉ vẫn nằm trên giấy. Để các cam kết trở thành hiện thực, cần những điều kiện tiên quyết, đó là hành lang pháp lý và sự điều hành của chính phủ, tức là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa lập pháp với hành pháp. Vừa qua, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua biện pháp chống khủng bố mới, mở hành lang pháp lý cho những lời cam kết chống khủng bố trở thành hiện thực. Sau khi nghị quyết được thông qua, Ủy ban châu Âu định chế liên chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu đã tổ chức triển khai trên thực tế. Đóng vai trò là người bảo vệ cho các hiệp ước, Ủy ban châu Âu phải đảm bảo tất cả các quy định và chỉ thị do Hội đồng Bộ trưởng và Nghị viện châu Âu thông qua được thực thi ở các nước thành viên. Nếu các quy định và chỉ thị này không được thực thi, Ủy ban có thể đưa bên vi phạm ra tòa án công lý để bên vi phạm phải tuân thủ luật của EU. Sắp tới đến cuối năm 2015, cộng đồng ASEAN sẽ chính thức hình thành, chia sẻ cơ hội giáo dục, đầu tư, thương mại, môi trường an ninh, lợi ích xã hội cho mọi người dân trong khối. Đó là cam kết của chính phủ các nước ASEAN. Để cam kết này trở thành hiện thực, định chế liên nghị viện của ASEAN đã thông qua hiến chương ASEAN tạo cơ sở pháp lý để cộng đồng ASEAN ra đời. Sự chuẩn bị của các bạn. Trong phiên khai mạc IPU 132 tại Hà Nội vừa qua, sau phần phát biểu của Chủ tịch Liên nghị viện Thế giới là phần phát biểu của Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, một định chế liên chính phủ lớn nhất toàn cầu. Hai bên đều thống nhất cần có sự hợp tác giữa hành pháp và lập pháp để biến lời nói thành hành động. Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của những người đứng đầu nhà nước và chính phủ diễn ra vào tháng 9 năm nay sẽ thông qua chương trình phát triển giai đoạn sau năm 2015. Các nghị viện có vai trò đặc biệt trong việc tuyên truyền các chương trình nghị sự phát triển đến người dân và làm cho chương trình này trở thành khuôn khổ hữu hình đối với người dân ở tất cả các nước. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Liên Hợp Quốc và IPU sẽ được tăng cường với việc hai tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới. Có thể thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa hành pháp và tư pháp, giữa chính phủ với quốc hội các nước là điều kiện tiên quyết để biến cam kết thành hiện thực. Có lẽ đây cũng là thông điệp mà Đại hội đồng IPU 132 chuyển đi dưới chủ đề Các mục tiêu phát triển bền vững biến lời nói thành hành động. Thay mặt nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam. Cùng các thành viên IPU, mọi mong ước sẽ chỉ là xa vời nếu chúng ta không hành động. Trong thời gian tới, cùng với các thành viên IPU,
Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn sau năm 2015. Và coi đây là trọng tâm ưu tiên thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong phần tiếp theo của chương trình, tại cuộc họp báo thường niên, đại diện của JICA cho biết các dự án trong năm 2015 sẽ tập trung và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam. Hội nghị hệ thống trao đổi tín chỉ trong các trường đại học Đông Nam Á góp phần tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam với khối ASEAN. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 4, Chính phủ đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 3 để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của 3 tháng đầu năm nay. Các số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ đều cho thấy tình hình kinh tế từ đầu năm đến nay đang diễn biến tích cực, dù một số lĩnh vực như xuất khẩu nông thủy sản và du lịch chưa đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng. 2013 đó, theo quy định đó, thì phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tình hình kinh tế xã hội 3 tháng vừa qua tiếp tục có chuyển biến tích cực, đặc biệt là GDP đã đạt mức tăng trưởng 6,03%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Con số này đã được rà soát kỹ và cách tính theo thông lệ quốc tế, được Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên, trước tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản và khách du lịch bị sụt giảm, Thủ tướng đã yêu cầu các thành viên chính phủ cần phân tích rõ tình hình này để tìm ra các giải pháp. Vì xuất khẩu nông thủy sản gặp khó khăn là do đồng đô la tăng giá, còn khách du lịch giảm là do kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức thấp và nền kinh tế Nga gặp khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh, việc xuất khẩu nông thủy sản, nhất là gạo tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây và giảm tới trên 800 triệu đô la Mỹ là vấn đề đáng lo ngại. Bởi khu vực nông nghiệp dù chỉ chiếm 19% GDP nhưng lại có tác động rất lớn tới đại bộ phận người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, trong đó cần tiếp tục bán thêm cổ phần ở những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ trên 51%. Vì việc nhà nước nắm giữ trên 51% vốn ở những doanh nghiệp không cần nắm giữ sẽ làm cho việc cổ phần hóa không còn có ý nghĩa. Đối với các vấn đề xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục lộ trình giảm quá tải các bệnh viện tuyến trung ương, gắn với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo cùng các địa phương đảm bảo tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Cũng trong ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Tony Abbott. Trong cuộc điện đàm, hai thủ tướng nhất trí tích cực xây dựng chương trình hành động trong giai đoạn 2015-2017 để triển khai tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện song phương trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại đề nghị phía Australia sớm cấp phép cho hàng nông sản của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường này, cũng như thành lập phòng kiểm tra thực phẩm tại Việt Nam trước khi xuất khẩu sang Australia. Thủ tướng Tony Abbott nhấn mạnh với các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tái khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương, cho biết sẽ giao cơ quan chức năng của nước này nhanh chóng giải quyết nhằm đáp ứng các đề nghị của phía Việt Nam, khẳng định mong muốn có nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam có mặt trên thị trường Australia trong thời gian tới. Trong năm 2015, hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA sẽ hướng tới các dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường niên của văn phòng cơ quan này tại Hà Nội. Trưởng đại diện của JICA Việt Nam, ông Michiya Mori cũng cho biết JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Năm 2014, nhiều dự án hạ tầng quan trọng hợp tác với Nhật Bản đã được hoàn thành, như dự án cửa ngõ quốc tế gồm sân bay quốc tế Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường cao tốc nối sân bay Nội Bài và cầu Nhật Tân. Trong năm 2014, hai chính phủ Việt Nam-Nhật Bản đã tổ chức thành công đối thoại hợp tác nông nghiệp nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Hiện nay, tại Việt Nam, JICA đang thực hiện hơn 150 dự án hợp tác kỹ thuật và hợp tác vay vốn. Việt Nam đang là quốc gia đứng đầu về số lượng và tổng kinh phí trong các quốc gia nhận viện trợ trên thế giới mà JICA đang hợp tác hỗ trợ. Tới đây, chúng tôi sẽ triển khai 13 dự án hợp tác kỹ thuật mới và 83 khóa đào tạo trong năm 2015. Năm 2015, JICA sẽ hướng tới các dự án xã hội như dự án xây dựng đường dây nóng phòng chống buôn bán người, số máy hotline 1800-1567, dự án sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em. Một trong những hoạt động hỗ trợ lớn nhất của JICA dành cho Việt Nam là chương trình phái cử tình nguyện viên Nhật Bản.
Chương trình này bắt đầu vào năm 1995 và cho đến nay đã được tròn 20 năm. Hơn 500 tình nguyện viên đã được cử đến làm việc tại nhiều địa phương. Đến hết năm 2014, tất cả các tỉnh thành của Việt Nam đều có dự án của JICA. Các dự án JICA tại Việt Nam đang diễn ra sôi nổi theo mạng lưới các dự án, chương trình trên khắp cả nước và trong nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, giáo dục, môi trường và giao thông. Với nhiều hình thức hoạt động như hỗ trợ vốn vay, hợp tác kỹ thuật, thì các dự án của JICA đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ngày 1 tháng 4, Hội nghị Hệ thống trao đổi tín chỉ trong các trường đại học Đông Nam Á đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của các trường đại học thuộc mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á và Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để giúp cho các trường trong khu vực xây dựng quy chuẩn chung của khối trong việc đào tạo nguồn nhân lực tiến tới sự phát triển chung. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau nhất trí việc trao đổi tín chỉ giữa các trường sẽ dựa trên đánh giá giám sát đầu ra của từng bộ môn học. Tức là các trường sẽ không dựa vào yếu tố bộ môn đó phải học trong thời gian bao lâu và phải học bao nhiêu tín chỉ, mà chỉ kiểm soát đánh giá chất lượng của bộ môn đó đạt hay không đạt. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã bàn về việc trao đổi tín chỉ của các nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ. Việc hội nghị trao đổi tín chỉ các nước AU này thì tạo điều kiện cho Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các nước trong khu vực. Thứ nhất là xây dựng những cái chuẩn mực riêng của chung khối AU trong công tác đào tạo, những chuẩn mực về xây dựng chương trình này, về ngôn ngữ này, về nội dung giảng dạy, và trên cơ sở những chuẩn mực đã thống nhất như vậy thì học sinh ở nước này có thể sang tối đa là 1-2 học kỳ ở nước khác. Chương trình trao đổi tín chỉ có lợi ích rất lớn đối với các em sinh viên. Các em sẽ không bị lãng phí thời gian học trước đó của mình khi muốn chuyển sang một trường trong khu vực. Bên cạnh đó, các em còn có được nhiều lợi ích khác như việc xây dựng mối quan hệ với các nước bạn trong khối ASEAN, có cơ hội tiếp xúc với hệ thống đào tạo chuẩn quy mô quốc tế. Cũng tại hội nghị, các chuyên gia cũng cho rằng để giúp các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tốt ở trong nước cũng như các nước trong khu vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải là cầu nối cung cấp thông tin, khuyến khích các trường tham gia vào chương trình trao đổi sinh viên giữa các nước, nhất là khi sự dịch chuyển lao động sẽ xảy ra mạnh mẽ vào cuối năm nay. Khi các nước trong khu vực đã thống nhất được về tín chỉ, các trường đại học của Việt Nam nên tham gia vào chương trình trao đổi sinh viên với các nước trong khu vực, bởi qua chương trình sẽ giúp các sinh viên Việt Nam có cơ hội trao đổi và tích lũy kinh nghiệm, tăng cường các kỹ năng mềm. Các trường có thể hỗ trợ các em về thông tin để các em biết về các chương trình học bổng, cách làm các thủ tục. Việc hội nghị nhất trí thông qua về quy chuẩn chung trong việc trao đổi tín chỉ sẽ đóng góp tích cực cho việc xây dựng một cộng đồng giáo dục chất lượng cao trong khu vực, tạo cơ sở vững chắc trong việc cung cấp nhân lực đồng bộ, tạo tiền đề cho sự dịch chuyển lao động tự do khi ASEAN trở thành cộng đồng chung. Xuất phát từ ý tưởng của các họa sĩ Malaysia, lần đầu tiên triển lãm tranh thuốc nước của họa sĩ ba nước Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đã được tổ chức tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Gần 50 tác phẩm của 9 họa sĩ Malaysia, 2 họa sĩ Thái Lan và 11 họa sĩ Việt Nam đã mang đến cho khán giả những góc nhìn về con người, cuộc sống cũng như nét văn hóa mỗi nước qua nét vẽ đặc trưng của thể loại tranh thuốc nước. Triển lãm là ý tưởng để các họa sĩ dùng thuốc nước vẽ thường xuyên hơn, chuyên nghiệp hơn thay vì chỉ dùng trong phác thảo tranh như hiện nay, cũng như mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật cái nhìn tổng quan hơn về thể loại tranh thuốc nước của Đông Nam Á. Sau triển lãm, các họa sĩ sẽ có hoạt động sáng tác tại Sapa và trưng bày tác phẩm mới này tại Malaysia trong thời gian tới. Sáng ngày 1 tháng 4, chuyến bay trực tiếp Hồng Kông-Đà Nẵng đã được hãng hàng không Express thực hiện với 80 hành khách đầu tiên trên chiếc Airbus A320. Đây là những thương gia du khách Hồng Kông đến tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Và cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi tuần, hãng hàng không này sẽ có 3 chuyến bay từ Hồng Kông tới Đà Nẵng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 với máy bay Airbus A320. Thời gian bay là 1 giờ 50 phút. Sau đường bay trực tiếp đầu tiên từ Hồng Kông đến Đà Nẵng do hãng hàng không Dragon Air khai thác, thì đây là đường bay trực tiếp thứ 2 kết nối giữa hai địa danh nổi tiếng này. Trong những năm qua, lượng khách từ Hồng Kông đến Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng ngày càng tăng. Việc mở đường bay trực tiếp Hồng Kông-Đà Nẵng và ngược lại sẽ tạo thêm thuận lợi cho hành khách quốc tế đến với Đà Nẵng. Với đường bay quốc tế mới này, hiện có tất cả 22 đường bay quốc tế từ các nước trên thế giới trực tiếp đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thưa quý vị, lượng khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay chỉ đạt hơn 2 triệu lượt người, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm mạnh này khiến cho ngành du lịch đang gặp không ít khó khăn. Và điều đáng nói là lượng du khách đã giảm mạnh ngay cả trong mùa cao điểm đón khách quốc tế của ngành du lịch Việt Nam. Khách quốc tế đến Hà Nội trong 3 tháng qua không còn nhiều như trước.
Dù gần đây, Hà Nội liên tục được bình chọn là điểm đến lý tưởng hàng đầu trên thế giới. Nhiều đơn vị lữ hành du lịch và lưu trú tại Hà Nội cho biết, lượng khách nước ngoài đã suy giảm so với quý 1 năm ngoái. Hai tháng đầu năm 2014 thì công suất sử dụng phòng của khách sạn thì 85%. Nhưng tuy nhiên thì hai tháng đầu năm nay thì công suất chỉ rơi vào khoảng tầm 78%. Thì khách ở lưu trú tại khách sạn ngắn hơn, chỉ từ nhiều nhất là từ 2 đến 3 đêm. Đúng ra là đang là mùa cao điểm. Nhưng mà là cái thực tế thì là của năm nay lại khác. Cái sự giảm chính của chúng tôi ở Việt Châu Âu là sự giảm vào thị trường Nhật, thị trường Nga, thị trường Trung Quốc, thị trường Châu Âu. Thông thường, mùa cao điểm của khách quốc tế đến Việt Nam từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Nhưng từ tháng 6 năm ngoái đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã trải qua 10 tháng liên tục giảm. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do những tồn tại của ngành du lịch Việt Nam chưa được khắc phục, như giá tour còn cao, chưa có sản phẩm mới hay thủ tục làm visa chưa thuận lợi như các nước trong khu vực. Nhưng nguyên nhân chính là do những bất ổn về chính trị tại một số nước và kinh tế thế giới còn khó khăn đã khiến lượng khách nước ngoài giảm mạnh thời gian qua. Mà giờ đây du lịch Việt Nam đang đối diện với những cái thách thức. Sự biến động về kinh tế thế giới, tình hình an ninh chính trị, khủng bố, dịch bệnh, thiên tai v.v. tạo ra những cái yếu tố biến động bất thường mà chúng ta không thể lường trước, dẫn đến những cái sự thay đổi về dòng khách cũng như là cái dung lượng, số lượng khách từ các thị trường đến Việt Nam. Một bất cập của ngành du lịch Việt Nam hiện nay là khâu quảng bá còn yếu kém. Ngoài chi phí đầu tư cho khâu quảng bá du lịch Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực, thì cách quảng bá du lịch của Việt Nam còn chưa chuyên nghiệp. Phải nói thẳng thắn rằng ấy, cái việc mà phát triển sản phẩm du lịch trong nước gắn với cái việc quảng bá xúc tiến ở nước ngoài, gắn với thị trường, là cái đó nếu mà đánh giá thẳng thắn ra thì cũng chưa đạt được cái trình độ chuyên nghiệp cao. Thì đôi khi là cũng còn lệch lạc. Người làm sản phẩm thì cứ làm sản phẩm, người quảng bá cứ làm quảng bá. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu năm 2015 sẽ đón ít nhất 8,5 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt kế hoạch này, du lịch Việt Nam đang cố gắng tạo ra những sản phẩm du lịch mới có tính trải nghiệm cao hơn. Đặc biệt là việc chủ động xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đặc sắc hơn tại các thị trường truyền thống hay thu hút khách từ những thị trường mới tiềm năng như Ấn Độ. Một hang động lớn vừa được phát hiện tại thôn Lũng Khúy, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ của tỉnh Hà Giang. Hang động này nằm trọn vẹn trong vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Chỗ cao nhất trong hang lên đến khoảng 100m, chiều dài khoảng 1km, chiều ngang chỗ rộng nhất lên đến 200m với rất nhiều nhũ đá. Tuổi đời của hang có thể lên đến hàng triệu năm. Đến thời điểm này, đây được xem là hang động đẹp nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Việc phát hiện ra hang động mới này đã làm gia tăng giá trị của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Điều này không chỉ có ý nghĩa với du lịch mà còn đối với cả lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Để xem lại các chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website vtv4.vn cũng như là trang YouTube chính thức của Ban Chuyển đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt.